lấy cây dù. Vì trong đầu anh nghe bây giờ đang chỉ thấy mây mù. Nghe bài hát của em anh lên trên radio. Party open night anh ride kêu cháy đi bộ. Không cô đơn như đây kiếp anh gặp ngày mai baby boo. Nếu thấy bánh thần chiều ai thì tại sao không kêu anh cho qua đây kem. Thấy hiếu thứ hai nhà trang quen thì con tim anh ở bên đây là cây thêm. Ánh mắt của em như whiskey làm đầu anh như lưng lưng cho anh say mềm. Khi mà say I'm a go get sugar. Vì còn mẹ anh như trà sáng còn không là nay. Đường màu tim của em nhiều hoa như bông hồng gai. Em chưa thức không biết mình ở trong lòng ai. Thì nhìn tình yêu anh mang về hơn con sông Đồng Nai. Anh có mặt cô nhân biết. Nhưng khi gặp em anh sẽ cool. Ai không yêu em thì bên nhất. Oh baby anh sẽ thua. Anh có mặt cô nhân biết. Nhưng khi gặp em anh sẽ cool. Ai không yêu em thì bên nhất. Oh baby anh sẽ thua. Bạn bè bao lâu nay, thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em thật sự tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng cau mày, thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly. Và trời này ê, đêm hôm qua khi say em nói về tôi, về người em yêu. Em bảo người ấy rất giống về tôi nhưng tôi biết thừa em điêu. Thêm hai ba ly làm em muốn keep it real. Em hôn tôi trước khi em nói rằng em yêu tôi nhiều bao nhiêu. Em xinh nhưng mấy tên màn bạc. Tôi phải về đôi của em, vấn đề này miễn bàn. Và em quyết định khi tôi yêu em phải giống như cách tôi làm nhà. Nên là 24/7 lúc nào cũng phải đàng hoàng. Không biết tôi và rượu đâu mới là thứ em sai. Như trước là sẽ về hay ở lại đây đêm này. Nhà của tôi hơi lạnh cần em hâm nóng lại nơi này. Tình yêu này chuẩn bị bốc cháy vì Rai nhảy vào trời này. Không phải ông trời tạo địa chất, đây là em và tôi rung động. Hình như là tôi chiều em quá nên giờ em hư rồi đúng không? Đầu tôi như một bản remix và em đứng trên bàn DJ. Em tỏ tình lúc ta hơi chuẩn, em yêu anh này hay hay hay. Mình là bạn bè bao lâu nay, thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em là siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Thì sao nào? Ê ê ê. Ê ê ê.